Thank you.
Sau đó em lấy cái thùng nước này lên thì em sẽ đập bún đó nó thành hình tròn. Đập bún đó bằng bốn ngón tay nè, đập vào nè. Nó sẽ ra hình tròn đập đều. Nước có ba màu. Bé bằng bé con tâm cho bà làm. Do-do-do.